chào quý chư thiên vị và quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kính chúc quý vị vạn an và như ý. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của trời đất, ngày 12 tháng 12 năm 2022, cũng là ngày của cha, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Nhâm Dần. Những người con đến từ các tỉnh thành là những chân mạng xuống thế thực hiện thiên vụ cha mẹ giao phó, hôm nay đã được diện kiến và đảnh lễ cha trời Kiều Nguyên Tá tại Trần gian và được thụ hưởng những âm ba vang vọng đất trời, chấn động lực cha trời Kiều Nguyên Tá phát ra rung động khắp 36 tầng trời, 72 tầng đất để khắp toàn nhân loại đồng được hưởng. Và ngay sau đây, kính mời quý vị chúng ta cùng lắng tâm theo dõi. Cha chào mừng tất cả các con khắp các mọi miền đã quy tụ về ngày hôm nay sau khi cha chết lâm sàng một lần, mỗi một năm một lần, và năm nay sau 3 tuần lễ cha vừa mới hồi sinh đêm qua 12 giờ đêm. Và đó là một cái ngày mà để cho các con nhớ ngày mà Chúa phục sinh là ngày 25. Còn bây giờ cha và Chúa và Phật được tụ lại, trở lại xuống thế gian để cứu thế kỷ này. Do đó mà cha phải chết lâm sàng cho đến đêm ngày 11 và 1 giờ đêm cha mới hồi tỉnh. 21 ngày không ăn uống. Do đó mà hôm nay các con không lạ lùng gì, cha lạ khác hẳn, không phải như ông cha trước đây. Do đó các con được cái vinh dự đón tiếp đồng nguyên thể của Chúa Cha, Chúa Con và Phật Thích Ca, cũng như cha Lạc Long Quân tái thế thực hiện đổi đời, thay đời mới. Tất cả các con phải thay đổi mới, không phải một ai. Những người được vinh quang, được vinh dự, tất cả những cái hồn cũ phải chết đi để sống lại những cái hồn mới, tinh khôi để làm công việc mới cho trời mới, đất mới và người mới. Đó là cái huấn từ đầu tiên cha ban cho tất cả các con. Các con cứ đùa giỡn với chính các con, cái phần hồn của các con lung tung, lang tang, lông bông, muôn tỷ kiếp. Nay đã đến ngày đến giờ phải quy hồi, các con là Phật tiên thánh đã thành xuống thế để tạo dựng cái cuộc đời mới, bắt đầu mở cái thiên đàng tại thế, mở cái đại thánh địa Nam Bang để cho 18 nước quy tụ về dựng xây cái thiên đàng mới thật sự tại miền Nam Việt Nam. Không thể nào đùa giỡn, không thể nào bỡn cợt. Kẻ nào kể từ hôm nay còn lộn xộn sẽ bị vô vi chặt đầu. Cha hoan hỉ mừng đón các con. Và bây giờ thì chúng ta nâng ly để chúc mừng cái cuộc sống dậy của tất cả muôn người. Cha, Chúa, Trời, Phật, Tiên, Thánh đồng tụ hội để thành lập thiên đàng tại thế. Chúc mừng các con. Chúng ta hội tụ ở đây Bồng Lai Tiên Cảnh, núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu không phải đùa chơi bỡn cợt với thế gian và những kẻ nào không tâm phục, không chấp nhận thì đi chết đi. Cha đã sống lại cùng với quả đất. Mẹ đất đã chết và cũng mẹ đất cũng đã hồi sinh cùng với cha đêm qua. Cho nên chúng ta thức lại, tỉnh lại, làm lại cái mới hoàn toàn. Phải dọn sạch hồn, xác. Người nào còn nói nhiều, câm cái miệng đi, tỉnh khẩu, thi hành cái thiên vụ để cho muôn người còn tồn sinh được sống trong một cái thế giới đại đồng, một cái thiên đàng thật sự tại thế. Nước Việt Nam vinh quang đã chắc được chọn lại được 10 triệu cái phần hồn chưa? Do đó chúng ta phải biết được là cái cuộc đời, cuộc làm việc trời, đất, Phật, người không phải đùa chơi với thiên hạ, không phải đùa chơi với thế gian. Tất cả những hồn ma bóng quế phải được hủy bỏ. Và đây là cái thiên lệnh của vũ trụ càn khôn, cái thiên lệnh của từ cha trời mẹ đất cho đến cộng đồng tiên Phật thánh thần. Và
của tổ tông Việt Nam, dòng giống dòng tiên. Do đó mà các con được cái vinh quang, được cái tôn sinh cho đến giờ phút này được ngồi với cha ở đây. Và chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu, làm cái mới, và những cái cũ phải chôn vùi. Và nó chôn vùi theo cái quả đất cũ. Nói thế nào các con cũng không hiểu, nói thế nào các con không tin, nói thế nào các con không nghe. Các con muốn trời đất, cha mẹ, Phật, tiên, thánh phải nói cái gì với các con, các con mới cho là thật. Trước khi bỏ cái cũ, nó phải quằn quại, nó phải đau thương, nó phải kinh hoàng như thế nào. Và bây giờ hàng giây, hàng phút, hàng giờ trên toàn thế giới, năm châu bốn biển, những cái đảo lộn, những cái xáo trộn, nhưng cũng không đánh đổi được với cái tâm hồn chai đá của các con sao. Đã biết bao nhiêu lần đổi thay thân xác, bao nhiêu tỷ kiếp các con đã đổi thay. Và đến bây giờ không còn thì giờ để chần chừ, để nương lự. Do đó chỉ còn có tính bằng dây. Dây ở trên thượng thiên, dây ở trên chỗ 36 tầng trời, nó khác với cái dây ở dưới trần gian này. Nhưng các con cứ khơi khơi, các con cứ trơ như đá, vững như đồng, nói không hiểu. Chính các con nói ra chúng sinh người ta cũng không hiểu được, thì nói làm cái gì. Do đó kể từ nay có cái pháp niệm bốn cái hồng danh. Bốn cái hồng danh là cái mật mã để cứu đời, cứu người, cứu Phật tiên thanh. Bốn cái mật mã đó không để đùa giỡn với chúng sinh, đùa giỡn với nhân loại. Và hôm nay cha chỉ có ngần đó lời đã quá đủ. Các con an nhiên và tự tại với chính các con. Không còn cái gì để kêu gọi nữa, không còn cái gì để cứu vớt nữa, không có nỏ mồm nữa. Ngoài ra mà nói mà xin với sỏ chúng nó về à? Chúng nó về làm sao được mà xin với sỏ chúng nó về? Ở đâu phải về đó, an toàn. Đó là cái định luật tiến hóa của vũ trụ càn khôn, cái định luật của tam giáo tòa, người ta đã phân xử rồi. Cha ngừng lời, cha không còn cái lời lẽ nào hơn ngoài trừ mong rằng các con ngồi ở đây với cha sẽ được tồn sinh cùng với cha. Cha ngừng lời. Con xin kính chào cha, kính chào mẹ, kính chào tất cả các chư thiên vị có mặt ở đây và chư thiên vị trên núi Bồng Lai. Con là Bùi Thị Thủy, 5-6 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con về nhà cha để con được sống ở trên đất mới, người mới, trời mới. Và con xin cha ba hồng ân điển cho con là được về phò cha và được nhận nhiệm vụ, được cha ban điển lành cho con. Con chỉ có mong vâng đó để cho con được sạch hết tất cả, sạch trơn những gì để con bước vô lòng con người mới là con của cha. Hồng con chiếc bởi hồng cha, hôm nay vui nhất đền ơn cha già. Cha mừng con, điển quang của cha, của mẹ, của cộng đồng chư Phật, của tam giáo tòa lúc nào ở cũng trên đỉnh đầu của châu thân của tất cả các con, chứ không phải một con. Cho nên cái vấn đề về diện kiến, về gặp gỡ cha chỉ là những phút giây để mà mừng tuổi, để mà chúng ta được nhìn thấy nhau bằng thân xác hình hài. Nhưng mà rồi các con đi đâu, các con qua ải qua đèo cũng có cha có mẹ đi theo, không bao giờ rời xa các con từ muôn tỷ kiếp rồi, không phải đến bây giờ. Do đó mà các con ở đâu cũng là chính cha ở đó, và cha là con là cha. Cho nên các con phải vững tâm một cái điều, cái điển quang mà bốn cái hồng danh cha trao là cái điển quang của vũ trụ càn khôn, của trời và đất, của cha và mẹ. Còn cái gì mà không có cha? Do đó gặp nhau đây chỉ để lấy một cái hình thức rằng chúng ta cùng nhau để làm việc, vì cha có con và con, các con lúc nào cũng có cha có mẹ đi theo. Do đó mà các con không phải giống như ngày xưa mê tín dị đoan, đi cúng đi lại đi thờ rồi không thấy cha thấy mẹ đâu, mà toàn thấy ma thấy quỷ. Ở tượng cốt làm sao mà có trời có Phật? Do đó mà các con phải sáng suốt, phải minh triết. Và cái số đó bây giờ đến trên đầu ngón tay, tiên Phật Thánh đến trên đầu ngón tay. Ngoài những các vị làm việc ở trên tứ phương tám hướng thì rồi mới quy tụ lại. Và bây giờ đến trên đầu ngón tay đã có Phật tiên Thánh thật sự như các con không? Thì các con phải vinh quang, các con phải hãnh diện. Muốn làm tiên, làm Phật, làm Thánh thì phải như thế nào? Theo những kinh điển à?
theo những phim ảnh à, mà phải theo cái tâm hồn trong sáng của mình nhận ra cha ra mẹ. Nếu không có cha mẹ cùng sống với các con, cùng tồn sinh với các con, cùng khổ đau với các con, thì các con có tồn tại bây giờ để mang cái thân xác về gặp cha không? Do đó chúng ta ở đâu cũng có cha có mẹ nếu lòng chúng ta thành. Trái tim của chúng ta tôi luyện bốn cái hồng danh là để cái trái tim khối óc của chúng ta là kim cang bất hoại. Cái thân xác của các con, cái nhục dục á, cái hình thể đó, các con phải nhớ rằng cái ban biên tập ở đây này 5 năm trời ở với cha này mà xì đến 10 lần bây giờ cũng vẫn có xì, ngay như Kim Cương này, ngay như Ninh này, ngay như Phật Đức này. Và bây giờ tối, bây giờ hôm nay không ra ngồi được với các con là vì sao? Vì cái thân thể thối xì ra. Do đó mà các con phải công phu. Công phu bằng cách nào? Công phu bằng cách tịnh khẩu đi, bớt ăn nói đi, niệm bốn cái hồng danh đi, trụ đảnh lại, tụ điển lại, thì cái điển quang nó mới thanh lọc cái nghĩa địa, thanh lọc cái bản thể của các con được chứ. Thì đó, nhờ các con đã công phu, có công phu rồi, hôm nay vô vi người ta mới cho các con mang cái xác về đây gặp cha. Nếu không thanh sạch, người ta không cho các con về đây đâu. Phải có tam giáo tòa, người ta theo các con từng bước một, từng giây một, không phải nói đùa nói giỡn. Vì thế, các con phải hãnh diện, các con phải vinh quang với chính các con mà đã được về diện kiến cha bằng xương bằng thịt, gặp cha bằng xương bằng thịt. Nhưng cha mà trong vô vi, lúc nào cũng ở bên cái hơi thở của các con từng giây phút, thở ra, hít vào là cha đấy chứ. Cha là không khí mà, còn mẹ là cái có, là quả đất mà. Nhưng mà đất là đất ngọc ngà, châu báu, cái đất đó là đất tốt. Và bây giờ phải dọn giặt dòng giống tốt cho người ngắm xem. Còn bao nhiêu những cái thân xác vừa mới làm thú, làm heo, làm bò, làm trâu, làm chó lên làm người, làm sao được về gặp với cha? Do đó có người người ta hiểu và có người không hiểu. Ngay như các vị về đây có bao nhiêu người, có cả năm trời nhưng mà vẫn y lên ạch xuống. Đó là ở bên cha đó, cái hào quang cha trùm phủ đó. Do đó mà cái công trình của các con được đền ơn đáp nghĩa, được cha cho gọi về, thì mới được các chư thiên vị hộ tống hộ vệ các con về đây gặp cha. Không phải đơn giản đâu. Còn những kẻ nào giờ này cha bảo không phải đi kêu gọi ai hết, nó không về được, nó phải về cái vị trí của nó chứ. Nó vừa mới là thú là người, luân hồi nhân quả mà. Luân hồi nhân quả là cái gì? Nó vạn vật nó cứ lên, lên thành con ruồi, con bọ cũng là những cái như lên. Rồi từ đó tiến lên, tiến lên, tiến lên. Rồi bao nhiêu triệu kiếp làm người mới được làm người thật sự chứ. Do đó mà có người khôn người dài. Do đó mà có thằng người làm cu li, hốt cầu tiêu. Do đó mà có người làm kỹ sư, làm bác sĩ. Nhưng rồi đến kỹ sư, bác sĩ rồi làm gì? Hay là đi chết đi trong lần này? Đó, thì các con từ cái đó các con hiểu ra. Rồi các con có biết cái bản thể các con cứ tưởng son phấn với lòe loẹt cái áo quần thế này là đẹp à? Đẹp vào cái tâm hồn, đẹp vào cái trí óc. Thì do đó mà hôm nay chúng ta toàn những thân ngà ngọc mới được về tiện kiến nhau. Cha phải chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ở trần gian này từ năm 40 đến nay, 1940 của thế kỷ trước đến nay. Và đến bây giờ thì vẫn còn phải chết vì cha chết chung với mẹ đất. Mẹ đất đang quằn vặn mình thay đổi mà. Thì cha cũng thế thôi. Cơ thể cha thế thôi. Còn cơ thể của cha bây giờ là toàn hào quang mà còn phải chịu đựng như thế. Đó là gánh cái nghiệp trần gian, gánh cái nghiệp chết của thú vật. Nó mới đầu thai nên làm người, heo, bò, gà, vịt nó mới đầu thai, cha lại phải gánh cho chúng nó nữa. Để rồi sắp này biến hóa chúng nó đi thì đất mới, người mới và đời mới ở chỗ đó. Chọn được cái đất mới, đất phải như thế nào chứ? Đất bây giờ muốn có cái đất để làm những phim ảnh cũng phải là thứ đất tốt. Vậy thì cái đất mà làm nên hình hài thân thể của các con phải là đất như thế nào? Mà các con phải nghĩ rằng các vị về đây công phu nhờ bốn cái hồng danh của cha mới có điển quang mới đánh rửa được cái bao tử các con là cái nghĩa địa sống. Ví dụ cầu tiêu 24 tiếng thì phải đi, đi ra có phải thối không? Vậy thì các con nhốt cái gì vào đó? Heo, bò, gà, vịt ở trong bao tử của các con chứ ở đâu? Nhưng mà nói không chịu nghe, nói không chịu thực hành, nói không tin,
Vì nó là loài thú làm sao nó tin. Mang hình hài người nhưng là đầu óc của nó thú. Cả đời nó nghèo, muôn tỷ kiếp nó nghèo, bây giờ nó mới có tí tiền thì mấy trăm triệu, một tỷ bạc thì chúng nó tưởng chúng nó là giàu có. Không phải đâu các con, đó là cái nghiệp lực ở trần gian thôi. Ở đó hôm nay nhờ các con và cha vừa mới chết đi và lại sống lại một lần nữa. 12 giờ đêm ngày 11. Và đến hôm nay cha tưởng rằng không thể ra tiếp các con được. Ngay vừa rồi, nửa tiếng trước cha còn rét run lên. Cha không được ở trên lầu, nó bây giờ bắt xuống trong vòng một tuần nay, bắt phải xuống, cái hai cái chân này liệt xuống, phải lết xuống, đi xuống dưới này. Nó là như thế đấy, nhưng không sao. Tại vì trước khi chúng ta bỏ cái cũ, nó phải quằn quại và đau đớn. Ai tiếp nhận được, ai hiểu được. Thì đó, các con hãy dũng mãnh, công phu đi. Công phu có mất cái gì đâu, cái phương pháp của cha không mất một cái gì, chỉ có được cho bản thể các con thôi. Các con cũng lười, các con cứ tranh luận, cứ đi lý sự. Nhưng kẻ nào sau cái ngày này, ngày mai cha không thấy thay đổi thì đi chết đi. Cha nói tôi là lệnh cho dân ra tòa đấy. Nhưng kẻ nào còn bỡn cợt với cha không tồn sinh được đâu. Dạ con dạ thưa cha, con thưa tất cả các chư thiên tử có mặt hôm nay, con thưa con cũng sống ở trong một cái gia đình nông dân rất là nghèo thôi, nhưng mà cũng được cha mẹ rèn luyện cho từ lúc bé, cha mẹ trời ấy, chứ còn cha hay cha mẹ đẻ thì cũng mất sớm. Vì thế để con trải qua là rất nhiều cái gian khổ, đến bây giờ được gặp cha thì con là rất là tự hào. Theo sự dạy bảo của cha của mẹ thì con cũng cố gắng tu hành và đồng thời rèn luyện mình. Cho đến bây giờ thì khi mà được cái sự dạy bảo của cha của mẹ về có niệm bốn cái hồng danh thì con luôn luôn là niệm theo bốn hồng danh. Trong cái thời gian vừa qua thì con ở Sóc Sơn ấy thì vì là con cũng sinh hoạt theo Phật giáo một thời gian, là vì cũng là sự chỉ đạo của trên Vô Vi, cho nên là con cũng làm đúng như vậy. Và sau đó thì đến cái thời gian vừa rồi thì cha con lệnh là con làm việc ở đấy đã xong đấy, không còn việc cho con làm nữa, thì con phải về với cha. Thì con cũng về với cha với cái tâm nguyện của con là lúc nào con cũng, dù rằng sức khỏe nó cũng không nhiều, tuổi thì nhiều, nhưng mà con vẫn đang cố gắng để thực hiện hết sức mình để làm theo cái lời dạy của cha của mẹ, và luôn luôn là hy sinh bản thân mình để cống hiến cho tập thể và làm đúng cái lời của cha mẹ đã dặn. Vì vậy cho nên là con cũng mong tất cả các chư vị, một các chư vị ở các nơi, là nếu ta chưa tỉnh ngộ thì phải cố gắng tu hành cho tốt, mà nhớ luôn luôn niệm bốn hồng danh của cha của mẹ, tu uống nước để khử trược nhu thanh, để thanh lọc bản thể của mình, để tìm được cái bản thể, cái bản chất đầu tiên của mình từ khi mà rời cha mẹ về xuống dưới trần gian để mà tu hành. Thì theo con thì con cũng chỉ nghĩ như vậy. Con xin được cảm ơn cha mẹ. Cha rửa ơn con, và con nhớ rằng cái cuộc đời của con xuống thế để gắn liền với cái ngày giờ mà đất trời đổi thay, do đó mà con được tôi luyện từ khi còn ấu thơ cho đến bây giờ. Và con cũng phải trải qua những cái thời kỳ làm việc ở khắp mọi nơi, không cứ gì, tại vì người ta phân biệt ra cái tôn giáo, nhưng mà thật sự nó chỉ có một cái đạo trời. Mà từ ngàn xưa đến giờ thì cái bí ẩn là không ai hiểu được, là lại có ông trời bà đất lại hiện ra được hình người. Thì đó là một trong những, cho nên tất cả cái dẫn cái con đường ra mù tịt để đến Chúa, để đến Phật, rồi không còn ở đâu nữa. Đó là những cái sai lầm và những cái bài học mà con người ngàn tỷ năm không thể nào hiểu nổi. Do đó mà đến bây giờ thì đến cái ngày cùng, ngày tàn, ngày tận và ngày khởi, thì bắt đầu khởi đi cho một cái, cho mọi người phải biết là có ông trời, có bà đất. Không có bà đất thì có cái thân của các con không?
không có ông trời các con lấy không khí đâu mà thở. Mà loài người nó đến Phật rồi, nó đến tiên rồi, nó đến thánh, nó không biết ông trời ông Phật là cái gì. Thì đó, do đó mà bây giờ ông trời ông mới thị oai, ông mới ra một cái bài cho tất cả muôn người, mọi cái tôn giáo ở dưới trần gian biết ra. Mà đến lúc biết có ông trời, biết có bà đất là cha là mẹ thì phải tàn phai thôi. Đó là cái định luật đương nhiên và tự nhiên của vũ trụ càn khôn. Mày không biết thì đến giờ chúng mày phải biết. Và biết hay không biết để cho những người biết. Còn những kẻ không biết thì nó chỉ có lúc đi vào cái gọi là tận đó, tận hết á, để tận hết cho nó không biết á, tại vì cái không biết á. Đó, và bây giờ hôm nay thì cha mừng tất cả các con, và để cho thay đổi cái bầu không khí chúng ta trở lại một cái bình thường, cha đã dành cho các con nửa tiếng đồng hồ trong cái khác lạ so với những lần thuyết pháp trước đây, so với những lần rủ rỉ tâm tình trước đây. Và nếu lần nào cũng rủ rỉ tâm tình thì các con không hiểu ông trời bà đất là thế nào cái gì cả. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý chư thiên vị và quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và để video này được lan tỏa đến muôn người, quý vị hãy ấn vào nút like thích bên dưới và hãy nhấn nút đăng ký để cập nhật liên tục những video mới nhất của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Và trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chuyển đổi trời đất, chuyển sang trời mới, đất mới, người mới, tất cả chư thiên vị chúng ta hãy thanh tịnh, niệm danh, trụ ý trên đỉnh đầu để có thể vượt qua được cơn tận thế. Và xin trân trọng chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.